Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của bạn giờ sức khỏe và luôn có nhiều công cho công việc với cuộc sống. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm báo giá cho anh em vài mẫu xe tải cũ cho anh em quý khách hàng các bạn được tham khảo thêm. Đầu tiên là mình có một em Vim VT200 1990 là 2016 nha anh em, 1.4m3 mở năm bựng với mức giá là 185 triệu nha. Cabin rất là hầm hố, rất là đẹp luôn. Giá khởi nghiệp 185 triệu, có thương lượng nhẹ nha. Xe có, nói chung là xe mới đăng kiểm còn dài. Thùng với bạn. Tiếp đến là mình có một em Kia. Xe Kia 63C 13822 K200 năm 2019 nha. Thùng 3m2, 1.9, cabin dùng phuộc nhún nhảy rất là sướng. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em là 280 triệu có thương lượng nha. Xe rất đẹp, xe đăng kiểm dài. Tiếp đến là có một em Đô Hành 2017 nha. 51D17151 2 tháng 3, thùng 4m3. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em là 220 triệu là 2017 nha. Xe nói chung là cũng rất là đẹp và rất là liền là zin. Có máy lạnh. Tiếp đến là mình có một em Isuzu VKR 270 đời 2018 nha, thùng kính có cửa hông 355 triệu nha anh em, thùng 4m3, tải trọng thép cho hàng hóa là 2 tấn 2, tải cao thùng dài 4m3, 355 triệu nha anh em, xe công ty xuất đó. Tiếp đến là mình có một em IZ phiên bản thùng kính đời 2018 với mức giá dự kiến chào bán cho anh em là 220 triệu nha. Tải trọng phép chân hóa là 2 tấn 1, thùng 4m2, thùng kính có cửa hông. Tiếp đến mình có một em Hyundai 1 tấn nha. Thùng kính là 2016. Với mức giá dự kiến chào bán cho anh em Hyundai này là 230 triệu nha. Đó là những cái mẫu xe đã cũ mang đến cho anh em quý hành trong video ngày hôm nay. Nếu anh em quan tâm mẫu xe nào thì đến đây xem xe, trải nghiệm thực tế và lái thử. Nếu có máy phù hợp thì thử liên hệ em về. Phục vụ mục đích kinh doanh, vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý hành của bạn. Thì mình báo giá ngắn gọn này. Luôn 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 cập nhật cho anh em những cái video ngắn về những mẫu xe đã cũ. Nếu anh em quan tâm thì cứ thể liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đi mua em về phục vụ để kinh doanh vận tải chuyển hóa của anh em với hàng của bạn. Đó.